Xin chào các bác. Trong rất là nhiều cái mẫu sản phẩm shop bán hàng kinh doanh online trên kênh YouTube mà tôi có đăng tải ấy, thì hôm nay sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bác một cái dụng cụ về nông nghiệp, đó chính là cái kìm, hay còn gọi là cái kéo cắt tỉa cành cây dạng kéo bấm. Đây là cái thân cây kéo chính, và đây là cái sản phẩm mới. Còn tôi sẽ review cái sản phẩm này, tôi đã dùng được mấy hôm rồi. Thực sự là với cái cách kinh doanh của chúng tôi ấy, thì chúng tôi phải trực tiếp phải dùng trải qua cái sản phẩm này, thực sự nó cảm thấy cái hiệu quả nó tốt, cắt nó sắc bén, nó ngọt, giá thành nó rất là cạnh tranh, thì chúng tôi sẽ đưa vào trong cái lĩnh vực kinh doanh của mình. Với các bác làm nông nghiệp, các bác làm thợ làm vườn, hoặc các bác có vài cây ăn trái xung quanh nhà thì có thể tham khảo cái sản phẩm này. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu ngay về cái sản phẩm này đến cho các bác. Các bác nào có nhu cầu mua thì chú ý theo dõi hết cái video để test được cái kéo này, xem cái độ sắc bén của nó sẽ là như thế nào. Cần về chất lượng của sản phẩm và xuất xứ sản phẩm thì ở phần sau tôi sẽ thông báo. Bây giờ đây là cái vườn cây tôi cũng đang tỉa đây này. Đây tôi đang tỉa những cái cây mít này, hôm qua ở khu vực này nó bão, có cơn bão đi qua là nó bị nghiêng đổ này, tôi phải chống lên. Bây giờ đây có một cây mít là gần nhất với lại cái khu vực tôi đang quay video giới thiệu. Thì ở đây là cái thân, các bác thấy là cái thân cây, những cái cành nhỏ này thì mình bấm thì nó rất là nhẹ nhàng rồi, nhưng mà các bác sẽ cảm thấy được cái độ sắc bén của cái lưỡi kéo rất là ngọt ngào. Một tay vừa quay vừa cầm máy quay, một tay vừa phải cắt, cho nên là tôi sẽ cắt cành to này nhé. Đây là một cái thân này là cái thân mình nên bỏ thì cắt. Các bác nhìn kỹ cái đường cắt này, ở cái lực bóp cũng rất là nhẹ nhàng thôi nhưng mà rất là ngọt. Có thể thấy được cái lưỡi cắt đây ngọt, cắt lại phát nữa thân này. Để xuống tỉa một cây mít thì có thể là nó sẽ mềm. Bây giờ xuống tỉa một cây nhãn ở dưới vườn. Đây là vườn cây ăn quả nhà tôi. Bản thân xuất phát từ một người làm nông nghiệp, cho nên là tôi rất là đam mê về kinh doanh, về cái sản phẩm phục vụ cho các bác. Đặc biệt là với quan điểm của tôi đã nhắc lại rồi, sản phẩm phải tốt chúng tôi mới kinh doanh. Cái nào không tốt thì chúng tôi sẽ không kinh doanh cái sản phẩm đó, bởi vì bán còn phải... Đây nhãn, nhãn là tôi đây, hôm qua mưa bão còn rụng một quả mít ở kia, nhãn rất là to đây này. Đó. Cây nhãn này thì mới trồng được 2 năm, năm nay năm thứ 2, còi quá, ít chăm sóc. Đây là cái thân cây nhãn, cái thân này là cái thân gốc của nó. Nói thật là tôi làm vườn nhưng tôi cũng rất là bận, nên là không có nhiều thời gian để cắt tỉa như này đâu. Cứ trồng thì không phải ai cũng làm được chuyên nghiệp. Đó, các bác có thể cảm nhận được cái độ ngọt của... Đây là khu vực vườn nhãn. Cắt rất là thích, rất là êm. Thực ra là để đánh giá một cái sản phẩm chất lượng cao hay là không ấy thì nó còn phải trải qua quá trình thời gian. Mà tôi chỉ muốn tư vấn cho các bác là đây là một cái mẫu sản phẩm mà trước là tôi đã dùng một cái rồi, mà tiếp tục tôi lại dùng cái sản phẩm này và thực sự là cảm thấy nó rất là tốt thì lại nhập về để tiếp tục kinh doanh. Đây là cái mẫu sản phẩm mà hiện tay tôi đang cầm, là một chiếc kéo, ở đây thì được ghi xuất xứ từ Japan. Đấy, nhưng mà xuất xứ của cái hàng này thì ghi như vậy nhưng tôi nghĩ là nó cũng xuất xứ từ Trung Quốc thôi. Nhưng mà tôi muốn nhắc lại các bác là Trung Quốc ngày nay nó cũng rất là giỏi trong lĩnh vực công nghệ này. Bằng chứng là rất nhiều tập đoàn lớn về viễn thông, về tất cả những cái sản phẩm thì nó chỉ kém hơn những cái hàng cao cấp thì chắc chắn rồi, nhưng bù lại cái giá của nó lại rất là hợp lý cho các bác có thể mua. Như cái giá này, giá rất hợp lý thôi. Tại thời điểm hiện tại thì xin phép các bác là tôi chưa để đăng tải cái video về cái giá, bởi giá nó lên xuống.
tại thời điểm này nó khác, còn tại thời điểm sau này giá lên xuống. Nếu các bác có nhu cầu mua thì các bác vui lòng hãy alo trực tiếp cho số điện thoại ở góc phải, ở cạnh tiêu đề của cái video này, để chúng tôi sẽ cung cấp và báo giá cho các bác nó hợp lý. Ở đây một cây nhãn tiếp theo, mình sẽ cắt những cái thân này. Các bác có thể thấy là cái cành này rất là to, to bằng ngón tay của tôi, thì cắt cũng đi rất là